Chào các bạn, chủ đề của video clip hôm nay là hướng dẫn các bạn những cái việc cần làm khi mà chúng ta thay một cái bình xăng Senta, thế chỗ vào một cái bình bông mai. Thì trước mắt các bạn đây là một chiếc quay lộ danh lớn trái 54 bạc hai lá đang đi bông mai, và giờ chủ xe thì muốn chuyển sang đi bình Senta. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây là nguyên một cơm lê, là từ cái co xăng cho tới bình xăng cho tới cái co cao su bắt vào cái hộp boe. Và cả cái hộp boe này luôn là nguyên cơm lê 4 món, tức là hộp boe nè, co cao su nè, bình xăng nè, và cái co xăng là đều phải thay ra hết, tức là phải có cái những cái chi tiết mới tương tự chức năng gì để thay vô. Chúng ta thấy chiếc xe này là đang tháo cái bình ra đây. Có bạn hỏi tôi là có tận dụng lấy lại được cái gì trong 4 món này không, thì xin thưa là không có lấy lại được gì hết, tức là phải thay hết. Thứ nhất là cái co xăng là nó nghiêng quá, và cái lỗ sổ bù lon nó cũng không có ngay nữa, do đó là phải thay co xăng. Bình xăng là phải thay rồi, vì đang muốn thay bình xăng mà. Rồi cái co cao su, co mũ vào hộp boe này thì nó cũng không có đúng cái khẩu độ, cũng phải thay. Rồi cái hộp boe thì chúng ta thấy cái hộp boe khoét lỗ tùm lum, tức là hai bên đều có khoét lỗ như gì. Rồi ở phía dưới đây là cái lỗ để mà khoét nhét được cái co cao su này vào, rất là lớn, có thể là thọt cả bằng tay người vô được luôn. Thành thử ra là phải bỏ hết nguyên cơm lê này, phải bỏ hết và phải thay nguyên cơm lê mới. Đó là cái ý thứ nhất. Chúng ta thấy là đang tháo bình ra đây ha. Chiếc này đang thay cái bình Senta ga 26 ly. Rồi cái co xăng lớn Senta. Và cả hộp boe là phải thay hộp boe rim luôn, cũng như con mũ quay 125 vô. Nó bắt lại thành một bộ như vậy. Trước khi lắp bình xăng thì phải lắp boe vô trước ha. Và chúng ta cũng thấy, tức là ở đây là cái người thợ này là lắp bỏ luôn dĩ sắt và miếng mút ra, đồng thời là kiểm tra những cái đường gió vào của boe, xem nó có bị ba vớ, nó có bị những cái phần rìa nhựa nó cản bớt cái đường gió hay không. Tức là ý đồ ở đây là muốn lấy cái gió vào tối đa, bỏ dĩ, bỏ mút luôn, bỏ dĩ sắt, bỏ mút, mục đích để làm gì? Gió vào tối đa, có thể đi được xích lơ lớn nhất. Chúng ta thấy là cái việc này thấy rất đơn giản, nhưng mà các bạn không bỏ qua nha, phải kiểm tra cái boe là nó thông thoáng. Còn ở đây là những bạn muốn để mút, để dĩ, ok, không sao hết. Nhưng mà mình phải canh rít lơ nhỏ lại. Thì đặc biệt là cái người này muốn lấy tốc độ, do đó là bỏ dĩ sắt, bỏ tấm lọc, mút lọc luôn. Và khi chúng ta canh rít lơ thì hai cái trường hợp mà có mút và không mút, tức là có dĩ có mút và không có dĩ sắt, không có mút, nó khác nhau khoảng từ ít nhất là 10 cái đơn vị. Ví dụ con Zitler trong cái bình Senta
G26 ly này đang là cái con Zipler số 100. Thì gắn cái hộp Boe rim mà bỏ dĩ bông mút á, thì để luôn cái Zipler số 100 này chạy được luôn, rác máy. Đó là theo kinh nghiệm. Còn nếu mà gắn mút, gắn cái miếng dĩ sắt á, gắn mút lọc gió vô á, thì phải hạ Zipler xuống khoảng 10 đơn vị, tức là khoảng 90 mới vừa, chứ còn để 100 á, là nó sẽ dư xăng, nó sẽ bị bụp ra lớn. Rất đơn giản ha các bạn. Như vậy á là chúng ta phải chú ý là miếng mút và cái lọc gió, thì chúng ta muốn cái gì, chúng ta muốn xe chạy nhanh nhất, chúng ta sẽ chấp nhận bụi vô 3 tháng 6 tháng gì đó, nó mòn bít tông bạc hoặc là nó mòn gì đó là tôi tính sau, còn giờ trước tiên tôi cần nó chạy nhanh nhất. Do đó là cái người này sẽ đáp ứng theo, cái người thợ lắp sẽ đáp ứng theo yêu cầu chủ xe là bỏ mút, bỏ lọc luôn. Thì sau khi lắp cái Boe xong xuôi rồi thì phải lắp cái bình xăng đang bắt sẵn có xăng vô. Ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên người thợ này để có miếng một cái miếng ron, hai miếng ron giấy, sau đó là ướm vào thì thấy là nó sẽ đụng cái nắp đậy xúc bắp, do đó là có chêm thêm một cái miếng phíp. Miếng phíp này khi chúng ta mua con, chúng ta mua thêm miếng phíp luôn để phòng hờ trường hợp mà cái đít ly xăng á, nó đụng vào trong cái nắp che xúc bắp á, thì chúng ta kê lên, còn nếu nó không đụng thì thôi. Tức là tùy xe, xe tàu thì nó cũng chiếc thế này, chiếc thế khác, chứ nó không giống nhau. Đó, ở đây là có chêm một miếng phíp. Phíp thì chúng ta cũng chú ý chọn miếng, mua miếng phíp theo cái co này, tức là phíp lỗ nó lớn lắm, chứ không không phải phíp rim, phíp 67 cũng còn nhỏ các bạn. Phải lấy đúng cái phíp của co 150 là ok, tức là bắt vô là nó ngay luôn. Rồi sau khi bắt cái bình xăng co xăng vô, tức là bắt bình xăng nè, co xăng nè, và hộp Boe như nãy chúng ta thấy á, bắt vào xong xuôi hết rồi thì mới bắt tiếp cái sau cùng, tức là cái co mũ nối từ cái họng gió của bình xăng vào trong cái hộp Boe. Chúng ta thấy là người thợ này đang lắp cái co mũ. Ở đây chúng ta phải chọn cái co mũ full neo 125 đó, là nó rất vừa với lại cái bình, những cái bình lớn của Santa. Chứ nếu chúng ta lấy những cái co mũ của Rimway á, thì nó rất là dở vì nó quá nhỏ, chúng ta phải nong nó vô, thì khi ráng nong nó vô nó sẽ tốt, nó sẽ móp méo cái ở trên cái đường ống mà hướng phía vô cái hộp Boe đó. Do đó là chúng ta sẽ lựa cái con mũ full neo 125 là ok nha các bạn. Rồi sau đó là chúng ta siết cổ dây lại. Cái cổ dây này cũng là cổ dây lớn, rồi thấy vặn tay được chứ không cần vặn tu vít, rất là tiện lợi. Chúng ta cũng thấy được là những thứ đã được bỏ ra. Đây cái bình xăng bông mai đây, bỏ ra đây. Bình xăng bông mai thì dính liền cả cái co của nó luôn, thì cái co cũng đã tháo ra rồi. Rồi đây là cái co mũ của cái bình bông mai thì cũng bỏ luôn vì nó quá lớn. Cái hộp Boe thì chúng ta thấy khoét cái lỗ thật lớn như thế này thì cũng không xài được hả? Tức là cũng bỏ đi luôn.
Đây là cái bình bông mai tàu. Sau khi đã lắp xong xuôi hoàn chỉnh thì người thợ tiến hành là canh cái con vít gió. Canh con vít gió này là nó sẽ tác động tới cái ga, từ ga răng ti cho tới ga chạy nhỏ, chạy trung bình. Và canh cũng rất đơn giản, chúng ta amateur chúng ta cũng có thể học lớn được cái việc này. Là chúng ta chú ý cái con ốc gió là cái con sẽ được vặn bằng cây vít dẹp, và nó ở đối với bình rim quay, những cái bình Senta như thế này thì con ốc gió là ốc bên tay trái nằm sát con tán. Còn cái con ốc mà ở ngay giữa cái trụ ga đi xuống á, nó là con ốc ga, nó không có tác dụng chỉnh gió, mà nó để chỉnh cái cục ga là dừng xuống tới đâu để ga răng ti lớn nhỏ là tùy ý. Do đó chỉnh con ốc gió là chỉnh con ốc bên trái, vì nhiều bạn là sẽ hiểu lầm hai vị trí này. Chỉnh lớn nhỏ là không phải chỉnh con ốc bên trái, nhưng con ốc bên trái lại được chỉnh bằng cách là chúng ta nghe cái tiếng bô á, tiếng máy nổ lớn nhất thì chúng ta lấy, thường thì siết sát vô rồi vặn trở ra, nó nằm trong phạm vi khoảng 1 vòng rưỡi. Nhưng do mỗi xe mỗi khác thì chúng ta có thể qua lại cái tua vít để chúng ta chọn cái chỗ nào nghe tiếng máy lớn nhất thì chúng ta lấy. Rất đơn giản nha các bạn, và các bạn vặn từ từ để cái máy nó sẽ theo kịp. Tại khi chúng ta vặn á, là gió nó đi liền, nhưng mà cái hòa khí, cái xăng, và nó chuyển động ra từ vào hòa khí vào trong buồng đốt rồi nổ, rồi nó mới tác động lực mạnh yếu, mới thay đổi cái vòng tua của nguyên cái động cơ. Do đó cái tiếng máy nghe sẽ chậm hơn, FP sẽ chậm hơn khoảng từ 5 tới 8 giây chứ không phải FP liền đâu. Do đó chúng ta phải chờ nữa, thì chúng ta sẽ quan sát cái người thợ này chỉnh chỉnh như thế nào. Ta nghe tiếng máy nhanh dần lớn dần đó. Rồi sau đó mới chỉnh con ốc ga nhỏ lại để lấy ga răng ti là vừa như ý. Rất đơn giản phải không các bạn? Kế đến là người thợ sẽ xóc ga vài cái xem nó có bị hợp cái ga đầy ba hay không. Khi mình tăng tốc đột ngột á, thì canh đúng là nó không được hợp, thì chạy mới được chứ không nó sẽ ghì xe. Và nếu chúng ta vặn cứng ga thì chúng ta nghe tiếng máy nó rát máy là kiểm tra luôn được con xích lơ là đã đúng. Thì chúng ta xem đang chỉnh ốc ga cho lấy răng ti nhỏ lại đó. Cái bình các bạn đang xem đây là bình Senta ga 6 ly. Chiếc này là vậy là canh vậy là ok. Tức là vặn xóc ga là nó vẫn lên liền, không bị khựng. Vặn cứng ga thì vẫn rắc máy. Chúng ta sẽ thấy bây giờ người thợ sẽ chạy thử xe để xem là có cắt ga có ngọt hay không. Bình Senta ga 26 ly đang gắn rít lơ 100 thì gắn vào được luôn cho cái chiếc quay độ này. Và cái hộp boe thì hộp boe rim nguyên thủy không đục khoét gì cả, chỉ có là bỏ dĩ sắt, bỏ miếng mút lọc gió ra thôi. Còn trường hợp nếu chúng ta bỏ cái miếng, chúng ta gắn đầy đủ vĩ sắt và cái miếng mút lọc gió á, thì chúng ta phải hạ rít lơ xuống khoảng 90. Ngoài ra khi cái bình này, bình Centagram 6 ly này gắn vào những chiếc xe khác, những chiếc xe khác nhau, độ hút của xi lanh có khác nhau, thì chúng ta phải gia giảm cái rít lơ. Tức là rít lơ canh theo nguyên tắc là làm sao vặn rác máy được, vặn cứng ga rác máy được, không bị hợp ga lớn. Thì có bạn
cũng còn không biết cái con súp lơ là cái con nào, thì tôi sẽ mượn một cái bình để tôi thuyết minh. À, đây là cái bình Senta đây. Đây bình Senta lớn 175 chứ không phải bình gam 6. Nhưng tôi mượn để tôi thuyết minh cái con súp lơ là con ốc ở giữa. À, nó khi bắt vào thì dĩ nhiên phải vặn chặt rồi, chứ không chúng ta chạy nó rung nó sẽ xoay rớt và không chạy được. Thì tôi đã ở đây chúng ta sẽ dùng cái tua vít, chúng ta mở nó ra. Con zít lơ này đây, ví dụ cái Senta 175 này đang đi zít lơ 95 nè, hoặc là cái Senta Ga 26 ly đang trong cái video nãy giờ chúng ta quan sát là nó đang đi zít lơ 100. Thì trường hợp chúng ta gắn vô hộp á, thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta coi zít lơ đang trong cái bình đó là số mấy. Và chúng ta nếu có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tăng lên hoặc là giảm xuống. Nhưng nếu chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta lấy cả hai con, một con lớn hơn và một con nhỏ hơn để thử. Thì cuối cùng thì kiểu gì chăng nữa chúng ta cuối cùng chúng ta vẫn không mất một con zít lơ nào cả. Tức là chúng ta thay mà, thay thôi chứ đâu có mất đi đâu. Ta đổi con zít lơ này sang con zít lơ khác. Rất đơn giản ha các bạn. Và chú ý khi mua zít lơ để thay thì phải xách cái con zít lơ của cái bình đó đi, đem đi, nó giống như cái con zít lơ này là zít lơ cúp nè, zít lơ trong cái bình Senta Ga 26 ly này cũng là zít lơ cúp luôn. Rồi, tóm tắt lại thì khi canh zít lơ, canh zít lơ là nó là cái con bét chính á, để xe chạy ra cuối không hụp thì chúng ta có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là chúng ta chống đứng xe, vặn ga cuối rác máy thì ok, để vậy chạy luôn. Tình huống thứ hai, nếu vặn ga cuối hụp thì thay zít lơ lớn hơn hoặc nhỏ hơn sao cho vặn ga rác máy là ok. Thợ chuyên nghiệp thì người ta sẽ biết cần lớn hơn hay cần nhỏ hơn, và thậm chí là khoảng bao nhiêu thì vừa. Nhưng chúng ta amateur thì cũng rất dễ, không có gì khó hết. Chúng ta thử cả hai. Nếu chúng ta bỏ con lớn hơn nó càng tệ hơn nữa, thì chúng ta đổi qua con nhỏ hơn. Vậy thôi. Tức là chúng ta đi hướng này không được, chúng ta đi hướng kia. Quá dễ phải không các bạn? Rồi. Trường hợp chú ý, trường hợp mà trước khi lắp bình xăng con á, thì chúng ta cần làm những cái gì? Thứ nhất là vệ sinh lọc gió. Ở đây trở lại cái vấn đề là hồi nãy, là cái xe này chủ xe yêu cầu là bỏ lọc gió, bỏ vỉ sắt ra, canh sau rác máy người ta, nhưng mà bỏ lọc gió, bỏ vỉ sắt. Thì ở đây nếu chúng ta amateur, chúng ta có thể giữ miếng mút lọc gió, giữ vỉ sắt. Để làm gì? Để chúng ta bảo vệ cái máy dùng được lâu bền hơn. Và bảo vệ cả bình xăng con, tại vì bụi vào nó sẽ là phá cam cò xích bắp, nó sẽ phá bít tông bạc, mau lên nhớt, mau hở bạc. Một trong những cái lý do mà làm cho chiếc xe độ chạy nhanh hở bạc ra khói trắng là vì phần lớn là những cái người đi xe độ mạnh thì đều xài boe tăng tốc, hoặc là xài boe không có cái vỉ sắt, không có cái tấm lọc gió bên trong, để họ lấy gió vô nhiều nhất và cho phép để con zít lơ lớn hơn, thay vì phải để zít lơ để mút thì để zít lơ 85-90, còn nếu bỏ mút bỏ vỉ ra để được zít lơ 100-115-101 thì cái ga cuối sẽ đi được lên nhiều hơn, là lý do chỗ đó. Và cái lọc xăng, nếu chúng ta thấy lọc xăng cũ quá thì thay, chứ cũng không vệ sinh. Còn lọc xăng còn tốt thì vệ sinh lọc xăng. Tại sao phải vệ sinh lọc xăng? Vì nếu không vệ sinh lọc xăng á, không vệ sinh lọc xăng á, thì mình đi ga chậm chậm 20-30-40 thì nó không thiếu xăng. Nhưng mình đi ga lớn, ví dụ ga 100-101-102 mình ngâm lâu thì xăng nó xuống, bị lọc xăng nó dơ, nó cản rồi, nó
nó qua chậm thì chạy nó cũng bị hụp vậy, mà hụp cái này là tại xăng không đủ chứ không phải là hụp tại thiếu thiếu xăng dứt lơ đâu. Rồi còn một cái yếu tố cuối cùng thì chẳng có liên quan gì tới bình xăng con, nhưng mà khi canh bình xăng con, khi thay bình xăng con, lưu ý là phải vệ sinh buji, phải mở ra chính xác là kiểm tra buji. Nếu chúng ta thử chúng ta thấy lửa nó nhảy bậy bạ à, hoặc là cái những cái cực của nó mòn hết rồi, mòn trấu rồi thì chúng ta bỏ đi, chúng ta cái thay buji khác. Sẵn đây nói luôn, nếu chúng ta thường xuyên chạy tốc độ lớn thì chúng ta xài buji C7 ha, còn nếu chúng ta đi liêu riêu có nhanh có chậm trong thành phố là chủ yếu thì chúng ta có thể xài buji C6. Còn buji C5 người ta nói nhẹ lửa là buji C5 là để chạy rề rề 20-30 cho những xe 50-100 mà công chức rồi các bà nội trợ hoặc các em học sinh nó đi học rồi đó thì không cần chạy nhanh thì mới gắn C5. Rồi. Rồi thì trước khi kết thúc cái video này thì cũng chúc các bạn, tức là cũng mong muốn là các bạn những người mà đam mê xe máy, đam mê xe độ thì có được cái niềm vui là tự tay mình lắp cái bình xăng vào cái xe mình để mình đi, và cái không có cái gì hơn, tức là cái chân của mình thì do mình là điều chỉnh, cái xe là cái chân mà, do mình điều chỉnh lắp ráp, mình làm nó ưng ý mình nhất. Thân ái chào các bạn.